nam bệnh nhân 34 tử vong, ca tử vong thứ 37 liên quan đến COVID-19. Theo thông tin từ tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay ngày 17 tháng 5, bệnh nhân nam 34 tuổi, bệnh nhân 3055 mắc COVID-19 đã tử vong trên cơ địa nhiều bệnh lý nền. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 24 tháng 4 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, viêm màng não biến chứng, nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất. Bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng máy thở qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên, bệnh nhân xin về bệnh viện địa phương. Ngày 5 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại địa phương. Ngày 6 tháng 5 có kết quả dương tính nên vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 5 ngày. Đến ngày 10 tháng 5, bệnh nhân không đỡ được chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán viêm màng não mủ trên bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng bệnh không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên và tử vong vào ngày 16 tháng 5. Chẩn đoán tử vong, viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam. Cả nước có gần 400 công nhân nhiễm COVID-19. Tính đến sáng nay ngày 17 tháng 5 đã có gần 400 công nhân trong các doanh nghiệp và khu công nghiệp tại 8 tỉnh, thành phố nhiễm COVID-19. Trong đó riêng tại tỉnh Bắc Giang có 310 ca dương tính. Đây là thông tin mà bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết vào ngày 17 tháng 5. Theo bà Kim Ngân, làn sóng dịch lần thứ tư được xác nhận phức tạp hơn nhiều các đợt dịch trước đó do 4 nguồn lây: Đà Nẵng, Yên Bái, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, huyện Đông Anh, Hà Nội. Báo cáo từ các cấp công đoàn cho thấy, đến 20 giờ ngày 16 tháng 5, đã có 366 ca dương tính là công nhân lao động các doanh nghiệp và khu công nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố, bao gồm thành phố Hà Nội 7 ca, Bắc Giang 310 ca, Bắc Ninh 11 ca, Hưng Yên 1 ca, Phú Thọ 1 ca và Đà Nẵng 36 ca. Bà Ngân cho hay, điểm nóng nhất hiện nay là tại tỉnh Bắc Giang, nơi có 310 công nhân lao động thuộc công ty Xinjiang và công ty SGTech ở khu công nghiệp Vân Trung và công ty Hoisiden nằm ở khu công nghiệp Quan Châu thuộc huyện Việt Yên. Bắc Giang đang xét nghiệm thần tốc cho khoảng 60.000 công nhân lao động. Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh và Hà Nội đã cử cán bộ y tế đến hỗ trợ Bắc Giang công tác xét nghiệm, truy vết. Số công nhân lao động tiếp xúc gần với người bị dương tính có 4.260 công nhân lao động là F1 đang cách ly tập trung và 17.592 người là F2 tự cách ly tại nhà. Tại Đà Nẵng có 36 ca là công nhân lao động các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Vân Đồn, quận Sơn Trà. Tại Bắc Ninh có 11 ca là công nhân lao động thuộc các công ty Canon, khu công nghiệp Quế Võ, Samsung, khu công nghiệp Yên Phong và công ty biến thế HBT Việt Nam, khu công nghiệp Tiên Sơn. Hà Nội có 7 ca, trong đó 3 ca là công nhân lao động của công ty Panasonic, công ty Vico, khu công nghiệp Bắc Thăng Long. 3 ca là công nhân lao động công ty Sland, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, một nhân viên vệ sinh bệnh viện Thanh Nhàn. Hưng Yên có 1 ca bệnh là công nhân lao động công nhân công ty Mai Châu Á, huyện Yên Mỹ đã xác định được 19 trường hợp F1 và 10 trường hợp F2. Thưa quý vị, vào trưa ngày 17 tháng 5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 30 ca dương tính COVID-19, trong đó 28 ca trong nước đều ở khu cách ly và 2 ca nhập cảnh đã được cách ly ngay. 28 ca mới ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang có 14 ca, Điện Biên 7 ca, Hà Nam 5 ca, Lạng Sơn 2 ca. Trước đó vào sáng nay, thì Bộ Y tế cũng đã công bố 37 ca nhiễm ở trong nước. Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.205 ca, ghi nhận ở 27 tỉnh thành. Cùng với số ca nhiễm mới được công bố, thì Bắc Giang đã có tới 350 ca mắc COVID-19. Sau một tuần được theo dõi và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng do sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, thì vào sáng nay, bệnh nhân đã được xuất viện và tình trạng sức khỏe ổn định và không có biến chứng. Theo các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, ngay khi tiếp nhận nữ bệnh nhân là điều dưỡng của khoa bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ nhất, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Bệnh nhân được tiêm arnanin, thở máy, lọc máu và theo dõi tích cực liên tục trong 72 giờ đầu tiên. Sau một tuần điều trị tích cực, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định. Các chỉ số sinh tồn đã trở lại bình thường. Bệnh nhân không có bất kỳ biến chứng gì sau điều trị sốc phản vệ với vaccine COVID-19. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đà Nẵng sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, từ ngày 7 tháng 5, hai trường hợp này đã được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hùng Vương. Hiện tại, hai trường hợp này đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định với virus SARS-CoV-2.
Đây là em trai và con gái của bệnh nhân số 3116 có địa chỉ tại xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hiện khu cách ly điều trị tập trung COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị cho 5 bệnh nhân COVID-19. Hiện cả 5 trường hợp đều có tình trạng sức khỏe ổn định. Riêng trường hợp bệnh nhân thứ 5, lớn tuổi, có biểu hiện viêm long đường hô hấp và viêm mũi dị ứng nên được theo dõi sát để loại trừ các biến chứng xảy ra. Sức khỏe của 5 ca dương tính hiện tại tại trung tâm cách ly Bệnh viện Trung Huế thì hiện tại rất ổn định. Qua theo dõi từ cái lúc nhập viện phát hiện dương tính đến hiện tại thì các bệnh nhân đều di tiến rất tốt. Bệnh nhân số 3660 ca này là có tiền sử là một cái tổn thương vùng phổi thì bệnh này cần phải theo dõi sát hơn trong số những cái ca bệnh còn lại. Thì em cảm nhận rõ được cái sự quan tâm và sự chia sẻ tâm sự của các bạn rất là nhiều, khiến cho bản thân em là tự tin hơn, không có cái mặc cảm như mà lúc trước bản thân mình nghe tin là mình bị Covid. Thì em rất cảm ơn sự đồng viên chăm sóc của tất cả mọi người. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép chống dịch, vừa điều trị cho các bệnh nhân đến từ vùng có dịch, Bệnh viện Trung ương Huế còn theo dõi chặt chẽ và điều trị có hiệu quả cho nhiều bệnh nhân thuộc đối tượng F1 có các bệnh nền nguy hiểm. Chúng tôi đã tổ chức một cái đội hình điều trị rất là bài bản dựa trên cơ sở hội chẩn hàng ngày và có hệ thống chăm sóc theo dõi toàn diện, và chúng tôi đã áp dụng các cái công nghệ cao như là telehealth, như là hệ thống theo dõi từ xa, các cái camera để đảm bảo theo dõi chặt chẽ bệnh nhân, không để bỏ sót những trường hợp nặng. Từ ngày 7 tháng 5 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã xét nghiệm cho hơn 4.100 trường hợp nghi nhiễm. Bệnh viện cũng đã dự phòng phương án khi số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tăng lên, sẽ tiếp tục mở rộng khu điều trị cách ly để đảm bảo điều trị được toàn bộ các bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân có bệnh nền nặng tại khu vực cách ly. Nhận thức rõ tầm nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, người dân tại hai thôn đã thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục giám sát chặt chẽ, bảo đảm quản lý sức khỏe từng người dân. Mọi trường hợp có biểu hiện ho sốt đều phải được phát hiện kịp thời, đưa đi cách ly điều trị tập trung. Tính đến 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5, toàn tỉnh đã rà soát được 48 trường hợp là F1 của bệnh nhân số 4191. Hiện tất cả các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly. Trên địa bàn toàn tỉnh đã lấy 611 mẫu, đã có 196 mẫu có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Theo đó, từ 0 giờ ngày 17 tháng 5, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương gồm thị xã Phổ Yên, huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Võ Nhai chỉ đạo các xã giáp danh với tỉnh Bắc Giang dừng các hoạt động dịch vụ ăn uống, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, phòng tập thể thao, kinh doanh trò chơi. Đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho người dân thuộc các xã tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang và các địa điểm có nguy cơ cao như các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Toàn tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Lai Châu là tỉnh biên giới phía Bắc có 22 xã biên giới với đường biên dài hơn 265 km. Những ngày này, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu luôn nâng cao cảnh giác phòng chống dịch COVID-19. Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh huy động lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, chốt chặn đường mòn lối mở, các điểm có thể qua lại được trên biên giới. Anh em vẫn thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện những trường hợp mà có ý định xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới, cửa khẩu, qua lại đường mòn, qua lại các đường mòn lối mở. Đơn vị đã chủ động có 6 tổ chốt chặn ở trên biên giới và 3 tổ kiểm soát lưu động thường xuyên tuần tra kiểm soát dọc biên giới, ngăn chặn kịp thời những cái trường hợp có ý sang Trung Quốc xuất làm thuê và nay xuất cảnh quay về địa bàn. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã ngăn chặn 27 trường hợp là có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và đã xử lý hành chính 16 trường hợp vi phạm về cái xuất nhập cảnh trái phép. Hiện nay, biên phòng tỉnh Lai Châu đang duy trì 69 tổ chốt kiểm soát các đường mòn lối mở khu vực biên giới. Từ đầu năm đến nay, các đồn biên phòng ở Lai Châu đã phát hiện và đưa hơn 500 trường hợp vào khu cách ly y tế theo quy định. Trong đó có hơn 350 trường hợp nhập cảnh trái phép, phát hiện ngăn chặn 58 công dân có ý định xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền người dân không xuất cảnh trái phép. Thời gian vừa qua là cái dịch Covid nó diễn biến phức tạp ở cái địa bàn
giáp danh chúng ta như Campuchia, Lào và trên thế giới. Do vậy mà thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng thì Bộ Đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tăng cường quân số từ cơ quan bộ chỉ huy xuống đến các đơn vị cơ sở với quân số là 72 đồng chí trên giải trên các tuyến biên giới và giải trên 46 tổ chốt cố định ở trên tuyến biên giới. Ở vùng biên giới, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, đòi hỏi trách nhiệm của người lính biên phòng nặng nề hơn. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ biên phòng Lai Châu luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.